Chiều nay tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, chủ trì phiên họp. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, được Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu xây dựng. Quá trình xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trong thời gian qua đã được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chương trình rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đã chủ động triển khai khoa học, bài bản, chặt chẽ. Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, thảo luận tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, thành viên của Hội đồng thẩm định đều khẳng định sự cần thiết trong việc đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, cũng như tập trung thảo luận làm rõ hơn một số nội dung có liên quan. Các thành viên tham dự phiên họp cũng thống nhất thông qua biên bản thẩm định, nhất trí đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức đoàn đại biểu công an xã, thị trấn hành quân về nguồn, dâng hương báo công tại khu di tích K9 Ba Vì, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn, động viên lực lượng ra sức thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, 30 điển hình tiên tiến của công an các xã thị trấn cùng ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, báo công dâng bác những kết quả đạt được sau hơn 4 năm thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã thị trấn. Trước anh linh của Người, lực lượng công an xã thị trấn thành phố Hải Phòng nguyện một lòng đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Sau lễ báo công, đoàn đại biểu đã đi thăm nơi ở và làm việc của Bác và Trung ương Đảng trong những năm tháng kháng chiến. Thưa quý vị, là một trong những mô hình thuộc đề án 06, mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú bằng phần mềm thông báo lưu trú ASM đã đem đến phương thức thông báo lưu trú trực tuyến mới. Phần mềm này được xem là một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện công tác quản lý và thông báo lưu trú, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong tiểu mục đề án 06 vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay, biên tập viên Linh Chi sẽ có phần trình bày cụ thể. Kính chào quý vị, thưa quý vị, thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú là mô hình thứ 9 trong 44 mô hình thuộc 5 nhóm tiện ích mà người dân doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện đề án 06. Đây là phần mềm phục vụ cho các cơ sở có người đến lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, phòng trọ, bệnh viện, bến xe, đơn vị vận chuyển hành khách đường dài và các cơ sở lưu trú khác. Phần mềm ASM thì có 4 chức năng chính. Thứ nhất là quản lý cơ sở lưu trú, quản lý khách đến lưu trú tại cơ sở, quản lý các dịch vụ cung cấp và quản lý nhân viên thông qua quy trình từ khi tiếp nhận khách lưu trú tới lúc trả phòng. Theo đó, thì phần mềm lưu trú ASM sẽ được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi cơ sở lưu trú thực hiện việc thông báo, thì ngay lập tức phần mềm sẽ cập nhật thông tin đăng ký lưu trú gửi đến cơ quan công an. Quả đó thì vừa giúp cơ sở kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước giảm thời gian, chi phí đi lại, tiết giảm quy trình lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Đây là một trong những khách sạn tại thành phố Hưng Yên hiện đang triển khai mô hình quản lý lưu trú trên nền tảng phần mềm ASM. Trước đó, khách sạn này cũng đang sử dụng một phần mềm quản lý. Tuy nhiên, khi khách đến, khách sạn phải làm thêm một bước nữa là chụp căn cước công dân, sau đó lưu mẫu photo kèm theo các giấy tờ khai báo và nộp cho cơ quan quản lý. Với phần mềm ASM, mọi thao tác quy trình đã được rút gọn. Đấy, và khi khách hàng đến thì có thể là quét mã QR hoặc là chúng tôi có thể mượn để trình báo luôn trên cổng của ASM thì sẽ rất thuận tiện vừa cho khách hàng và vừa cho khách sạn.
Phần mềm ASM được xây dựng theo mô hình sơ đồ của cơ sở lưu trú theo từng tầng và các phòng. Các phòng cũng được phân chia theo từng loại phòng, tùy theo đặc điểm riêng. Trong phần mềm cũng đã tích hợp các nhóm chức năng quản lý các dịch vụ cung cấp có thể riêng theo từng cơ sở lưu trú. Đối với tài khoản quản trị của cơ sở lưu trú có thể thêm mới, thay đổi, điều chỉnh thông tin nhân viên cơ sở. Tất cả các nhân viên sẽ được đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử từng người. Cấp quyền cho nhân viên thuộc hệ thống bên mình và như vậy thì khi tính bảo mật cao thì thông tin khách hàng cũng như là thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật. Khi mà có phần mềm ASM này mới vào thì nó giúp cho tụi em là khai báo lưu trú nhanh hơn, thuận tiện hơn và nó liên kết với VNEID. Thành ra bọn em dễ kiểm soát được ai là người đăng ký cái lưu trú đấy và khi mà cái lưu trú ấy được xuất ra cho để tải lên hệ thống của máy chủ của Bộ Công an thì bọn em cũng xem biết được là các khai báo lưu trú đấy đã được là xử lý hay chưa, mà giả sử như có lỗi gì hoặc là ví dụ bên công an cần truy xuất thì bọn em cũng có thể phối hợp với bên công an nhanh hơn. Tại cơ sở khám chữa bệnh, thông qua phần mềm ASM cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất. Quy trình tiếp nhận thông tin của bệnh nhân nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. Các khoa tích hợp và báo cáo trực tiếp luôn thì chỉ trong độ khoảng 5-10 phút thôi thì cái báo cáo cuối ngày sẽ được bên quản lý về lưu trú sẽ được đảm bảo và nó đang quan trọng hơn nên là đảm bảo tính chính xác. Vì khi viết giấy hoặc ghi tay thì nhiều khi về họ tên hoặc là địa chỉ độ tuổi có thể nó còn sai lệch, nhưng đã vào phần mềm thì tôi thấy là hoàn toàn là cái yên tâm về cái phần này nó tương đối chính xác. Phần mềm ASM cung cấp nhiều tiện ích khác như quản lý hệ thống phòng, giá dịch vụ, thống kê số lượng khách theo từng thời gian cụ thể, đồng thời giảm thời gian nhập liệu khi thông tin đăng ký lưu trú được tự động cập nhật và gửi cơ quan công an. Như vậy, việc khai báo lưu trú hoàn toàn được thực hiện trên môi trường điện tử 24/24 giờ. Vận động các cơ sở sử dụng phần mềm ASM và nêu bật những cái tính ưu việt. Đây là phần mềm do Bộ Công an ban hành, nó hướng dẫn tích hợp được cả cái nội dung là khai báo lưu trú trực tuyến lẫn cả các nội dung là các cái quản lý của khách sạn như buồng phòng, tầng. Và tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng các đội nghiệp vụ, là đặc biệt là đội quản lý chính, phòng quản lý hành chính để mà xuống trực tiếp các cơ sở để tuyên truyền hướng dẫn cho các sở. Phần mềm quản lý lưu trú ASM cũng được kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý nên thông tin dữ liệu lưu trú của cá nhân được bảo mật đúng quy định. Việc sử dụng phần mềm ASM cũng sẽ giảm sai sót trong quá trình kê khai thông tin khách lưu trú, tổ chức thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo đúng quy định của pháp luật, góp phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tính từ tháng 3 năm 2023 đến nay, 63 trên 63 địa phương đã triển khai mô hình số 9, triển khai nền tảng quản lý lưu trú. Theo thống kê của Bộ Công an, số cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm quản lý lưu trú là khoảng 91.403 cơ sở và số lượt thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm đã đạt trên 6.760.000 lượt. Cùng với việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, khách đến lưu trú cũng có thể sử dụng ứng dụng VNEID để quét mã tại cơ sở lưu trú thông qua phần mềm ASM. Như vậy là thông tin công dân sẽ tự động được kê khai mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã có những vướng mắc phát sinh, vì vậy nhiều giải pháp đang được tập trung thực hiện nhằm gỡ khó cho vấn đề này. Với mục tiêu, phần mềm lưu trú ASM được triển khai tại 100% các cơ sở kinh doanh lưu trú, bệnh viện, trường học có khu ký túc xá trên địa bàn. Hiện lực lượng công an cơ sở đang tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin và tiến hành khởi tạo, kích hoạt tài khoản trên phần mềm ASM cho cơ sở, đồng thời hướng dẫn cơ sở đăng ký mua thiết bị quét mã QR trên ứng dụng VNEID, căn cước công dân gắn chip, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm. Thì đối với một số cơ sở có quy mô hoạt động nhỏ thì số lượng khách ít thì họ cũng còn đang ngán ngại về vấn đề kinh phí để trang bị sử dụng cái đối với phần mềm này. Ban chỉ huy đội thì cũng đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo cho các cán bộ chiến sĩ cũng như là đội sẽ trực tiếp đến từng cơ sở để hướng dẫn và tuyên truyền vận động họ sử dụng phần mềm này. Trước nay là vẫn phần mềm thu chi kế toán là phần mềm riêng, nay hiện tại là phần mềm này yêu cầu phải tích hợp lại thì các cơ sở đều đa số là không muốn là lộ lọt cũng như là tất cả nội dung thì đều cơ quan công an nắm bắt được. Đây là cái mà bất cập và các cơ sở cũng kiến nghị với công an phường là có thể là tổ chức cho các cơ sở tập huấn. Vì mỗi một cơ sở thì có thể là 5 tài khoản, 7 tài khoản, có những cơ sở đến bệnh viện 100 tài khoản thì các cơ sở cũng muốn là
lực lượng công an phải hỗ trợ để tuyên truyền hướng dẫn để tất cả các nhân viên để có thể thực hiện được. Với những khách sạn, bệnh viện có quy mô lớn thì việc sử dụng hệ thống phần mềm này vẫn còn những khó khăn nhất định. Ví dụ như cơ sở lưu trú này, với hơn 400 phòng, chủ yếu là khách đoàn lưu trú, quá trình sử dụng phần mềm ASM cũng đã có những phát sinh như lỗi phần mềm hệ thống hay cách thức đăng nhập. Mình sử dụng phần mềm ấy, mình với một người mình thao tác từ 5 đến 6 bước, thì bây giờ 800 người thì mình cũng thao tác nhân từng lấy nhân người lên mà cái công tác này rất là chậm. Mà đôi khi xảy ra mình không tránh được về đây cái yếu tố con người. Khi bạn đã khai thác một ngồi khai báo chỉ cần bạn khai báo người thứ 50 thôi có thể xảy ra sự nhầm lẫn. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ trực tiếp, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực là am hiểu về công nghệ thông tin cũng như các cái quy trình nghiệp vụ công tác trong đăng ký quản lý cư trú để hướng dẫn trực tiếp các cái cơ sở. Và đồng thời thì chúng tôi cũng tạo một cái nhóm hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho các cơ sở và giải đáp các cái vướng mắc kịp thời khi mà các cơ sở gặp phải. Tại một số cơ sở lưu trú, tuy đã được tạo lập tài khoản, tập huấn thao tác sử dụng, song cũng chưa đưa phần mềm này dùng trong thực tế. Điều này xuất phát bởi hiện các đơn vị vẫn đang sử dụng phần mềm tự thiết lập, đồng thời có những vấn đề liên quan đến thuế, tài chính kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích chung, thì tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện mô hình quản lý lưu trú ASM để người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thêm các tiện ích khi thực hiện đề án 06. Với mô hình quản lý lưu trú thông minh qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú đã góp phần thực hiện tốt công tác thông báo lưu trú theo quy định của luật cư trú và đẩy nhanh việc thực hiện các mô hình thuộc 5 nhóm tiện ích mà người dân doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Và đến đây, phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, mắc kẹt tại khoảng trống giữa hai ngôi nhà, tình huống này thường gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tâm lý của nạn nhân. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời có mặt cứu hộ thành công người phụ nữ này an toàn. Thêm một việc làm ý nghĩa là có thêm một hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an lan tỏa trong lòng nhân dân. Nạn nhân bị ngã và mắc kẹt tại khoảng trống giữa hai ngôi nhà. Sau 4 tiếng đồng hồ mới được người dân phát hiện, nạn nhân lớn tuổi, trong tình trạng hoảng loạn. Kịp thời có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng trấn an tinh thần, triển khai thành công các biện pháp cứu hộ. Địa hình hẹp, khó khăn cho việc triển khai lực lượng, nhưng bằng kinh nghiệm, sự nỗ lực, nạn nhân được giải cứu an toàn. Mắc kẹt không phải là tình huống hiếm gặp trong cuộc sống thường ngày. Và rất nhiều những trường hợp như thế này đều được lực lượng công an giải cứu thành công. Tin an ninh trật tự, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty gỗ Bình Minh. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Yong, giám đốc công ty gỗ Bình Minh, là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm quy định về an toàn lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lẩu Vũ Nhật Đăng, sinh năm 1996, trú xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương. Sau khi bị dẫn giải về Công an thành phố Nha Trang, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thời điểm gây ra vụ việc, có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy. Trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với Đăng và kết quả giám định tỷ lệ thương tích các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, sẽ tập trung làm rõ dấu hiệu tội phạm giết người để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng, sinh năm 1992, và vợ là Trần Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, để điều tra cùng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11 năm 2023, Tùng và Nga đã xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Visa Miền Tây do Nga làm giám đốc để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc. Tùng và Nga đã tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và làm thủ tục cấp visa theo diện công dân Việt Nam, có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng một người. Vợ chồng Nga đã nhận gần 500 triệu đồng đặt cọc, tuy nhiên tất cả bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do không phù hợp với tư cách lưu trú. Cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng, thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu, máy móc liên quan. Thưa quý vị, những năm qua, cùng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng bào Công giáo tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã có những đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Kết quả này có được là nhờ sự chủ động vào cuộc tích cực của lực lượng công an cơ sở trong việc nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào Công giáo. Giáo xứ Hoàng Nguyên, xã Trì Thủy, một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của vùng đồng bào Công giáo huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hiện thôn Hoàng Nguyên có 9 tổ tự quản, trong đó có sự tham gia tích cực của các tín đồ giáo dân. Những năm qua, các giáo dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin giá trị liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Về an ninh trật tự thì trong xóm thì có một cái nghị quyết ấy, thì ở trong xóm ấy, nếu mà chẳng ra xảy ra mất trộm mất cắp cái gì thì nếu biết gia đình nhà này thì báo trưởng xóm báo trưởng thôn. Thì đến gặp gỡ gia đình là sẽ đầu tiên sẽ là nhắc nhở và động viên, là nó sẽ có ban chấp hành của xóm đấy cùng với địa phương ấy, nếu mà không nghe thì là ông trưởng xóm ông ấy sẽ bảo là không cho vào hỏi xóm, cho ra hỏi xóm. Là gần như là mấy năm gần đây ấy, thì chục năm về đây là gần như là cái an ninh trật tự ở Hoàng Nguyên thì gần như là để mà trộm cắp vặt thì nó giảm rất nhiều, bây giờ ở đây nó rất là ổn định mà gần chục năm nay rồi. Những buổi gặp gỡ trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và các vị chức sắc trong hội đồng giáo xứ chính là kết quả của việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Điều này không những giúp địa phương kéo giảm các tệ nạn xã hội mà còn tạo sự gắn kết giữa các giáo dân với lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua thì huyện Phú Xuyên thì xảy ra rất nhiều các cái vụ việc liên quan đến tôn giáo. Từ Công giáo đến Phật giáo, nhưng mà có sự đồng hành giúp đỡ của các chức sắc chức việc trên địa bàn huyện thì lực lượng công an đã rất thuận lợi và đã giải quyết được ngay từ cơ sở, không có vụ việc phức tạp phát sinh để mà phải thành điểm nóng về an ninh trật tự. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện để tiếp tục phát huy gắn bó với đồng bào Công giáo và các chức sắc chức việc Phật giáo để tuyên truyền giúp đỡ nhân dân trong cái công tác tại địa phương. Sự bình yên tại giáo xứ Hoàng Nguyên và những kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Phú Xuyên đã khẳng định việc thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, từ đó giúp các giáo dân thêm hiểu, đồng hành, ủng hộ lực lượng công an giữ gìn bình yên cuộc sống. Chúng tôi thì là nói thật là cũng là rất tự hào là được là an ninh của xã cũng như là của huyện
cũng là rất quan tâm đến đồng bào Công giáo chúng tôi. Thế nhưng các ngày lễ lớn thì tôi nói coi như thì rất đông. Cũng được bên lực lượng công an xã cũng như là các bác là công an huyện cũng điều tiết xe rồi sắp xếp là xe không bị ùn tắc. Chúng tôi không chê được cái điểm gì về bên an ninh của xã cũng như huyện đối với giáo xứ chúng tôi. Từ hiệu quả của các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng những việc làm thiết thực hiệu quả của lực lượng công an huyện Phú Xuyên đã phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.